Hello cả nhà, chào cả nhà đi cả em nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập với lại Hoàng đang ở chợ Long Hoa cả nhà. Ở đây là chợ Long Hoa, này là cuộc phường Long Hoa, thành phố Tây Ninh. Phía sau là chợ đó cả nhà. Mình đang ở đường này là đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng ở bên mặt chợ này, không biết cái cổng này là cổng số mấy nữa. Nhưng mà ở đây thì không quan trọng trong số mấy, nhưng mà ở đây là có bán hủ tiếu đêm, cổng số 3 ha em. Cổng số 3, thằng Pha nói với Mập là cổng số 3 đó cả nhà. Đó. Quan trọng là ở đây là có bán hủ tiếu đêm đó nha. Đó thì Mập coi review trên mạng Mập mới biết là tại vì giờ này là Hoàng nó ăn hôm nay là hình như cũng 6-7 clip gì rồi. Thì đó là khuya Hoàng nói là em muốn thêm một clip nữa cho nó được 8 clip. Thì mà đủ 7 clip, đủ tầng. Đủ tầng hả? Đó, đăng cho anh được đăng tầng rồi xong em nghỉ xa hơi thời gian. Nói vậy chứ đầu mà ngày quay 7-8 clip sao được cả nhà. Thí dụ như được 6 clip thì được. Nói chứ nó chơi thôi. Chứ hôm nay thì đi tỉnh thì cố gắng là một bạn sẽ quay được hai clip. Thì không phải là Mập ép buộc hay là gì, quay càng nhiều thì mấy đứa được thu nhập nhiều thôi cả nhà. Còn Mập thì thí dụ như quay ngày hôm nay không được thì ngày mai Mập quay thôi, chứ đâu có gì đâu. Chọn mấy bạn thì cố gắng, thí dụ như quay được nhiều clip thì thu nhập ngày hôm đó sẽ được, thí dụ như một clip thì mấy bạn được 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu thì ngày quay hai clip thì được 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu đó, kiểu vậy á. Thì cái đó là tùy mấy bạn thôi, mấy bạn có khả năng ăn thì Mập quay thôi, còn nếu mà không khả năng ăn thì thôi ngày mai, ngày mốt mình quay thôi cái nhà. Chủ yếu là mình đi tỉnh rồi kết hợp với mình đi chơi, mình tham quan này kia thôi. Nhưng mà thời gian tham quan ít nhưng mà quay clip nhiều, tại vì nhiều khi 3-4 bạn á thì mình quay mình xây nguyên một tour cái này hết nửa ngày bà đó rồi. Đúng rồi. Chứ mình chuyển qua nhưng mà được cái là nhiều khi cũng khám phá được cái nét ẩm thực của chỗ đó, với lại nhiều khi đi dò dài đường cũng ngắm được nhiều cảnh hơn, nó sẽ được thoáng hơn so với ở Sài Gòn tấp nập. Không phải chê Sài Gòn nhưng mà nhiều khi ở Sài Gòn cũng ngột ngạt cái nha. Ai ở Sài Gòn cũng biết rồi. Mình đi đổi gió. Lâu lâu đi hít không khí nó thoáng thoáng xíu đó. Thì hôm nay là mấy anh em đi Tây Ninh đó, thì mong mừng cả nhà sẽ theo dõi hành trình đi Tây Ninh của anh em nha. Còn về cái hủ tiếu hôm nay thì quán này là hủ tiếu của hình Cúc, như là chị Cúc bán ở cái cổng chợ số 3 của chợ Long Hoa đó cả nhà. Thì đường Hai Bà Trưng đó, chị bán khuya lắm, hình như là bán nghe nói tới 11 giờ trưa ngày mai luôn á, mà khuya đã dọn ngay rồi. Thì ở đây là Hoàng nãy Mập đưa Hoàng vô kêu luôn, thích ăn gì kêu có đó luôn, ăn mấy tô kêu luôn rồi ra đây rồi Mập nhắm Mập trả thưởng thôi. Đó là ở đây là Mập kêu, ở Hoàng nó kêu là hai tô hủ tiếu giò à, dưới huyết cho nhà, mỗi tô sẽ có huyết. Còn bên đây là hủ tiếu xương à Hoàng? Dạ đúng rồi, hủ xíu á. Hủ xíu à, hủ xíu xương à. Dạ, xương chứ anh. Hủ tiếu xương à. Còn bên kia là hủ tiếu già. Vậy. Hủ tiếu gà cả nhà. Lại mà nhái rồi còn ngồi đập đi nha. Đây hủ tiếu gà. Dạ đúng rồi. Hủ tiếu gà của người Hoa phải không? À, ngoài đố cả nhà nha, là mỗi tô gì đấy. Cái tô này là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền cả nhà? Cả nhà nói đúng. Cái này là 40 cá. À chà chà chà. Tiểu huynh đài tiết lộ rồi. Nè, em giao giống cùng lộ công. Thôi chứ 40 ngàn một tô cả nhà. Không, nói chung là ở đây thì nếu mà nói 40 ngàn thì không phải là gọi là rẻ, nhưng mà ăn thì nó nói chung hợp túi tiền. Với lại nhìn tại vì cái này mình là biết, đây đồ nóng. Đồ nóng hả? Đây, đúng rồi, mới mới ấy nước lèo qua mà. Không, ý là cái giò này là giò nóng ở nhà chặt hết chứ không phải là cưa. Đây. Ủa cái tô này hồi anh ăn mình sai móc gì kìa vậy? Ê, anh ăn cái này ngon hơn. Rồi, thì ở đây thì Hoàng sẽ có 6 tô ở nhà, thì trước khi ăn thì Mập sẽ cần thử coi trọng lượng của Hoàng. Hôm nay Hoàng ăn sẽ là bao nhiêu ký nha. Thì ở đây Mập cũng có một cái tô giống như 6 tô này. Thì bây giờ Mập sẽ cân lên nha. Đây. Đây. 400 gram. Rồi trở về số 0. Ủa? Sao lại 05?
thế kia chắc các bạn nghiêng quá không mưa luôn thôi. Rồi 400g. Rồi bây giờ mình sẽ cân cho ông Hoàng rồi mình sẽ cộng nha. Cộng giùm anh đi Hoàng. Ủa nó 45. Kệ đi, nói chung là đâu có gì đâu. 765g. Rồi tiếp tục 785g. 765 cộng 785. Rồi 745g. Bảy bảy. 775g. Kinh. 805g. Tiếp tục 775g. Hai cho 775. Rồi 4kg 650. 4kg 650. Ok. Rồi thì mập biến trọng lượng của nói chung 4650 là trong tầm tay của Hoàng. Bây giờ chỉ bóp cỏ Hoàng và cái thời gian thôi cả nhà. Đó thì cái chị cũng theo dõi mập đó thì cũng có mấy clip Yến với lại Khoa đó ăn đua với nhau thì cái trọng lượng cũng y chang vậy. Thì phần thưởng của hai đứa là thường ăn đua với nhau thì sẽ là 1.500.000. Thì vị chi ra thí dụ như một đứa vậy đi thì cũng là tầm 1 triệu. Thì nếu mà mập cho mà kiểu như thảo luận lại với nhau rồi nha, nếu mà mập cho Hoàng thí dụ như nó ăn cái này mà mập cho nó 1.500.000 2 triệu thì nó bị khập khiễng quá thì mấy đứa nó cũng sẽ có sự so sánh. Thì bây giờ mập sẽ bấm thời gian sao mà cho Hoàng thí dụ như Hoàng giật được giải 1.500.000 đi, nó sẽ cao, nó sẽ nhích hơn xíu rồi. Còn ví dụ như ăn vượt quá thời gian thì sẽ là 1.250.000 hoặc là 1.000.000 thôi. Yeah. Đó, cho nó sự công bằng xíu. Còn ví dụ 11 ăn cái số lượng, ví dụ 5kg hoặc 6kg, 7kg gì đó lên tiền xíu. Yeah. Rồi, thì em uống trà đá không? Dạ, uống. Nè, cân trà đá không? Rồi, thì bây giờ nếu mà vượt giải ha, vượt giải 1.500.000 ha. Thì nếu mà năm tô này thì chắc bữa giờ bấm 20 là em ăn là không tới 20 nè. Thử hôm nay 15 thử coi sao. Wow. Ok không? Vừa thưởng thức. 15, 20, 25. Nếu mà 15 phút, dưới 15 phút nha. Không cần bánh mì. Không cần bánh mì, bỏ bánh mì ra. Nhưng mà muốn ăn thì ăn. Yeah. Nếu mà dưới 15 á là được 1.500.000. Còn dưới 20 thì 250.000. Dưới 25 là 1.000.000. Yeah, okay. Rồi vậy đi. Nói chung mấy bạn ăn bên kia á, là dưới bao nhiêu cũng có 1.500.000 rồi. Yeah. Nên mình vậy là mình rất là thoải mái rồi. Rồi bây giờ sẽ bấm cho em thôi bây giờ sẽ bấm thời gian lên đi. Yeah. Đó, rồi. Rồi mời cả nhà ăn với mấy ăn với Hoàng nha cả nhà. Dạ mời cả nhà. Rồi, 3 2 1 bắt đầu. Mời cả nhà ăn cùng Hoàng nha. Đây. Em cứ bỏ xương trên màn đi xíu cho người ta gom cho dễ. Tại vì team của mập tới đây cửa set up với cái bàn cũng hơi bị chứng đời. Ngồi giữa bùng binh. Ủa? Sao bạn ăn dữ kỳ các bạn? Sao mừng vô chứ giữa ăn?
Trời ơi, ngon này. Phong cách quyết sạch. Rồi ăn kiểu làm biến. Trong lúc Hoàng ăn thì Mập sẽ tâm sự với nhà một vấn đề mà nó cũng hơi nhạy cảm đối với bản thân Mập thôi. Thì Mập được nhiều bình luận đó cả nhà, một số bình luận thôi. Thì Mập nói ra đây thì có một số anh chị sẽ không thoải mái, sẽ nói là tại sao lại cứ để ý những cái bình luận tiêu cực. Nhưng mà bình luận tích cực thì người ta đã hết mình rồi, nên làm cái gì là người ta cũng thương yêu mình hết. Còn bình luận tiêu cực thì nó cũng vậy, mình làm cái gì ta cũng không vừa mắt. Thì Mập cũng muốn đính chính lại với những người mà đang không vừa mắt Mập cái chuyện mà Mập hay giới thiệu hay nói trên kênh đó. Thì là như vậy cả nhà. Thì Mập khi mà Mập quay ở nhà thì Mập nói xong là để mấy đứa nó ăn. Tại vì khi mà quay ở nhà là chỉ có cái món đó, nó cũng đơn giản thôi. Đa số là mình chế biến với lại mình mua về thì mình không cần phải giới thiệu cho ai hết. Còn khi mà mình đi quán á, mình vô mình xin người ta, người ta cho mình quay á, đã là sự may mắn rồi. Thì mình trả ơn người ta bằng cách là mình giới thiệu lại cái địa chỉ cho người ta bán hàng. Kiểu như có qua có lại, cô cho con quay quán của cô, thì thôi con trả ơn cô bằng cách là con giới thiệu lại cái địa chỉ quán của cô. Để khán giả bên con á, ví dụ thấy cô bán ngon thì lại ủng hộ cô. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là Mập phải vô Mập công bố cái luật chơi cho mấy đứa để mấy đứa nó nắm. Thì nó sẽ đâm ra nó sẽ dài dòng hơn xíu ở khúc đầu, tầm khoảng vài phút. Thì ví dụ như cả nhà thấy không vừa mắt thôi, mà cả nhà thấy Mập nói nhiều á thì cả nhà tua qua đoạn đó, hoặc là không thích á thì tua tới đoạn mấy đứa ăn thôi. Thì mà thấy cái đa số là cả nhà không thích thì cả nhà sẽ nói Mập nói nhiều quá, bớt nói đi, mày ra khỏi khung hình rồi đi, thì Mập cũng hơi buồn xíu. Thì mong là cả nhà cũng sẽ quan hỷ cho Mập cái chuyện đó. Làm kênh mà cả nhà, kênh Mập á là Mập thiết kỷ đó nha. Tại vì Mập cũng xem rất là nhiều kênh YouTube rồi. Kênh Mập á là cái tỷ lệ mà mấy đứa nó có thời gian ăn sẽ nhiều hơn cái thời gian giới thiệu. Còn những kênh khác nhiều khi 30 phút mà người ta giới thiệu hết 27 phút, mình ăn có 3 phút thôi. Mà sao người ta không bị nói, mà sao Mập bị chỉ trích rất là nhiều luôn á. Giống như là 100 bình luận hết 10 bình luận nói Mập nói nhiều rồi. Nhiều khi mình không biết là mình nói nhiều mà mình có nói sai cái gì không nữa, thật sự luôn. Nhưng mà không giới thiệu thì ngồi quán người ta mình không giới thiệu thì cũng kỳ lắm cả nhà. Nhưng mà mấy đứa cái nhà thấy mấy đứa nó ăn vậy đó, mà ngồi Mập nói nó coi như là nghe hết hả? Nó không, ý là nhiều khi ở nhà sợ anh nói ảnh hưởng em ăn á. Dạ sao nói anh thấy kiểu như em ăn lắm, anh nó không, anh không nói là trong clip nó không có vui, anh nói là thôi coi như là cũng như lần này là lần cuối cùng Mập nói về vấn đề đó. Đây đi cả nhà, hủ tiếu của chất lượng đến nỗi mà cái gì tính quốc nguyên một hít luôn à. Không nhiều lắm anh. Nhiều khi Mập nói chuyện á, mấy đứa nó cũng mang ơn Mập cái chuyện á, là đồ nóng á, Mập nói cái nó để nó nguội tụi nó ăn xuống sẽ nhanh hơn. Nhiều yếu tố đó, Mập lúc nào cũng muốn tốt cho mấy đứa đó. Hành mình đây. Hành tây sống thì ăn nhưng mà luộc lên nó ăn mới ngọt. Mà miếng hành tây mà không biết á, làm ra cái là nó phản tác dụng cái ví dụ. Nó sẽ bị hôi cái mùi hôi nách. Hành nhau cũng vậy mà, đúng không? Anh nói thì có nhiều hàng ăn người ta làm á, nó không đúng cách á. Em ăn cái bị hôi nách liền. Không, bị cái mùi hôi nách ở trong cái tô em đang ăn luôn á. Cái hành tây nó tỏ ra á. Em phải ăn theo trình tự. Rồi nó
Lần đầu tiên anh ngồi kế bên em ăn mà anh không thèm nữa. Tại vì anh no. Anh no. Mười lít là bị bà đờ ga ma hết 3 lít 4 lít. À, cái sò cái sườn này ngon kìa cả nhà. Ngon quá nhỉ. Mày ra là chó không ạ? Anh quên, anh nhớ là
Hồi đó có một người bạn nào trong nhóm anh ăn thịt chó, tự nhiên anh nhớ em. À, anh nhớ. Em ngồi kế với anh mà anh nhớ em rồi. Em cũng nhớ nữa. Ừ. Anh nhớ là tại vì người bạn đó cũng ốm ốm giống như em mà ăn nhiều á. Nên anh lộn em hoài. Em ăn ít lắm mà, em ăn có 4-5 tô. Mà sao hai người có điểm giống nhau, ăn hoài cũng mập đó chứ. Mà mốt em đừng có ăn thịt dê mà nói ơi em ăn thịt chó mà đừng có ăn thịt dê nữa. Sao vậy? Em đâu có ăn cái đó đâu. Không. Dạ. Dạ đúng rồi chú. Dạ. Dạ. Con mới ở Sài Gòn con chạy xuống tới đây nè chú. Dạ. Dạ con đi xe máy. Xe máy con bên kia kìa. Dạ con đi xe bánh thiệt, tôi nói thiệt mà. Dạ chú giờ chú đi làm cái gì? Dạ vợ con mấy Kim. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Ăn đi, ăn đi ra hỏi thăm chú xíu rồi. Dạ chạy nãy chú chạy nghe rồi chú quay lại. Kệ nha, vui là chính mà. Nhà tiếp tục với phiên ăn của Hằng nha. Giải thưởng hả? Tính sao? Này chưa? Thôi bạn này nổ lắm chưa? Ý, cái giờ mới nhập. Con phải cá mập. Ý. À, quá đã rồi. Này nhập trong bằng nhóm luôn. Đã rồi. Qua uống hộp chú. Rồi cái chú hay quá hả? Cái thai thì mà chạy được. Chú bị ấy á. Ý là mà hay. Chắc chú hồi xưa chú bộ đội ấy gì chú dạ. Chú bị mắc hết ấy mà chú chạy xe được hay ghê nha. Chạy qua rồi thấy mập với lại Hoàng quay lại hỏi. Chú nói chú bán xôi cổng số 1 chợ Long Hoa nè. Nếu mà ai mà đi cái gì trời. Chú ngồi giữa vùng binh. Sao ngồi giữa vùng binh thấy ớn quá. Chú bán xôi mà mặn cổng số 1 chợ Long Hoa cái nhà. Nếu mà đi ngang thấy chú bị ấy á thì cái nhà ủng hộ chú. Xíu mình cũng thả vào bệnh. Làm thêm mấy hộp xôi nữa. Mà rất là vui khi mà mình đi tỉnh á. Mình được người ta biết tới á. Không nhưng mà có nhiều tỉnh đó dạ. Nha. Giống như là khi mà mình về An Giang á. Hoặc là mình về giống là An Giang, Cà Mau. Với lại hình như là Tây Ninh này nè. Là rất là nhiều người coi kênh luôn. Giống như là đa số của mình gặp 10 người là hết 7 người đã coi rồi đó nha. Còn có mấy cái tỉnh khác thì nhiều khi mình đi tới mình quay quá trời quay luôn. Người ta không biết mình làm gì luôn á. Ủa? Trời thôi lố em. Lố rồi chứ không phải là anh do anh nói. Em biết. À, 1 triệu 250. Dạ. Đây. Nói chung là vui vẻ hôm nay là 2 clip rồi. Vỗ tay. Đây, người ta đang ngáy rồi mình vỗ tay thử. Thôi ơi. Đừng có nên vậy. Người ta, thì khi tao không biết mình làm gì. Người ta nói tao đang vậy mà mày vỗ tay tao lại tao quýnh chết rồi. Mà cái chợ Long Hoa này cái nhà. Khi mà mình lên Google Maps á. Hay mình lên bản đồ. Mấy cái giống như là vệ tinh á. Mình nhìn xung quanh chợ Long Hoa rất là đẹp luôn. Kiểu như là đường đi á cái nhà là
hình như là mình đếm là giống như là 8 cái đường luôn, nó chỉ ra nhưng mà rất là đều, rất là đẹp luôn. Giống như nó có một cái khuôn á, đều luôn đó nha. Đó, nói chung là khi mà mình chạy vòng vòng ở đường vòng vòng Tây Ninh này nè, đi ngang Tòa Thánh hoặc là đi ngang chợ Đông Hoa hay là gì, trước tiên là thấy cái đường xá rất là sạch. Cái thứ hai nữa là mình thấy là đẹp lắm, cái nào cũng bự rồi. Đi ngang cổng Tòa Thánh, trời ơi, nhìn thấy mình nhỏ bé gì đâu. Rồi, đây 1.200.000. Đi đường thôi, khỏi lo kẹt xe, đường rộng lắm cái gì. Nhưng mà không biết ai ở Tây Ninh có thường thường có bị kẹt xe không ta? Dạ, cảm ơn anh. Chứ mình thấy cái đường rộng quá với lại cũng ít người đi hay sao á, thấy cũng thoáng lắm. Mà không biết có kẹt xe không. Nè, thôi, hiếu 50 đi thôi đưa. Dạ, dạ thôi, vậy đủ rồi. Thôi, nào ra nấy em. Rồi. Dạ không con. Dạ rồi thì quán hôm nay Hoàng Thử Thách đó là quán của chị Cúc, nằm ở cổng số 3, cái gì? Cổng số 3 chợ Long Hoa, nằm ở đường Hai Bà Trưng đầu đường luôn. Đó thì chị bán khuya tới là 10, cái này thông tin là mập chỉ nghe thôi nha, là tầm khoảng 12 trưa mai. Đó thì 12 giờ trưa ngày hôm sau á, thì nếu mà cái nhà, nếu mà ai khu vực này hoặc là có đi du lịch Tây Ninh á, thì khuya mình không biết ăn cái gì, hoặc là ấy thì mình muốn dạo chơi á, mà khuya quá hết món á, thì mình ra vào đây mình có thể ăn hủ tiếu chị Cúc vào đây ngon. Chị Cúc đúng rồi. 40.000 tô giống như Hoàng ăn á, có 35 nữa mà 40 thì nó đầy đủ mà nó ngon hơn, chắc cái có thêm quýt. Dạ đúng rồi, chắc thêm quýt. Đó còn nếu mà ai muốn ăn xôi thì qua chú bên kia đi, hồi mình qua bển coi ống thử coi. Rất là nhiệt tình. Rồi thì vậy thôi thì kết thúc clip cả nhà. Thì chắc còn nhiều clip ở Tây Ninh nữa thì cái mong cả nhà cũng sẽ ủng hộ nha. Dạ. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây. Rất cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian quý báu xem hết clip. Hẹn gặp cả nhà clip sau nha. Bye bye.